Đã xuống vỏ sơn về cô rồi. Chuẩn bị nhận đây, đừng làm nút gì hết, trên tay dây bỏ xuống. Chuẩn bị bỏ xuống, cứ nhận đền mà biết đâu hả? Chéo song song chặt ba ghép du, 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 chị có thấy không? Chéo song song lên nào, chặt ba ghép du, chéo song song chặt ba ghép du, chéo song song chặt ba ghép du, chéo song song chặt ba ghép du, vô vô, chéo song song chặt ba ghép du, chuẩn bị bỏ dây bỏ cây xuống 3 phút nha Đức, bóng giờ chuẩn bị bỏ cái nút thuyền dài ra, tháo nút thuyền dài ra, mình chưa có làm mà. Nghe bình tĩnh, bây giờ tổng các môn đừng để bị zero là được, tổng các môn thì mình có 1 điểm. Đôi khi nghiệp chưa lăn không biết làm gì luôn. Ai chưa thi đi lên trên, xin mời. Ai thi rồi cũng lên trên luôn. Đừng có quay xuống, tôi đổi điểm nha, tôi nói trước á. Gì? Cái vuông hả? Thì khóa thì cài rồi đi tiếp, đi theo hình vuông trên dưới trái phải. Sợi dây không bao giờ đi qua một cái cây đó là vuông không? Đừng để bị chéo dây nha, nhất là chẹp ba đó. Mấy phút rồi Đức? Dạ còn 1 phút 22 giây ạ. Còn 1 phút 20 giây. Cái bên này mà nhắn rồi. Nếu buộc cái người rất cảnh, nếu mà mua xa quá. Nếu mà mua thì ta có làm như anh rồi này. Hai giá thôi. Còn đây họ làm được nhúng. Càng ngắn thì càng không buộc. Cái bác ớt. Càng dài thì càng chắc. Thế nó kể, nó kể. Sắp đi. Mấy phút nữa được 40 giây cuối cùng. Sắp đi. Không được yên để yên đó. Còn thời gian rất nhiều. Mình xong đường 9 đến 10. Bây giờ chưa được 10 giây cuối cùng kiểm tra lại. Ai xong rồi đứng lên cầm tờ giấy. 4, 3, 2, 1 hết giờ. Bỏ gậy xuống đứng lên. Không cầm tới gậy. Cô gái ơi hết giờ rồi. Chàng trai cuối ơi hết giờ rồi. Bỏ xuống. Bỏ gậy xuống luôn. Gậy mình chặt ba đúng không? Rồi dựng nó đựng đụng nó nữa. Bắt đầu chấm điểm. Tờ giấy nha, cầm giấy thôi nha. Đừng đụng gì tới. Đừng có đụng nha. Đụng tự nhiên mình đang làm thì đụng 1 điểm ráng chịu à. Nghe. Chín.
10. Thi mà đâu có nhầm được. Đây có 1 à, không? 3, 3, 4 luôn. Hay quá. Lộn lên, lộn lên. 7. Ghép gì? Ghép vuông. Chưa có xiếc. Thiếu dòng xiếc. 8. Mã số mình tự ghi vô. Đổ đụng vô nữa. Tụi nó đừng có đụng nha. Còn là ghép chạy 3 mà không để không đứng được thì bỏ xuống dưới. Dễ không? Lôi điện thoại vô ra. Trường hợp này anh Châu xử lý. Tụi nó nói không có giấy tôi cũng chống mà. Anh Châu xử lý. Ghép. Xong thế ạ. Xong xong. Bỏ ra. Ghép xong xong rồi nó mới chắc. Này nó mới chắc. 8.5. 8.5 không có chín trả giá. Điện cho mà trả giá. Sao trả xuống trả lên. Cái này 3. 3 2 à. Tiếc quá. Chịnh. Rất tiếc. Đây là cái gì?